Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay trên vùng biển phía bắc của huyện đảo Trường Sa gần với đảo Song Tử Tây đã có 2 tàu của Quảng Nam bị chìm. Các lực lượng cứu nạn cùng ngư dân ở trên biển đang tổ chức cứu trợ các ngư dân gặp nạn. Hiện vẫn còn khoảng 15 người mất tích. Dự báo là chiều đến đêm nay thì vùng biển quanh khu vực huyện đảo Trường Sa trời sẽ có mưa dông vài nơi, gió là cấp 3 đến cấp 4 và độ cao sóng từ 1 đến 2 mét. Mọi yếu tố thời tiết khá ổn định, hy vọng là sẽ ủng hộ cho công tác tìm kiếm ngư dân gặp nạn. Trong khi đó thì mưa dông sẽ là thời tiết chủ đạo ở hầu khắp các vùng biển khác. Trong mưa dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km. Đồng thời, gió cũng mạnh lên ở quanh khu vực huyện đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi. Gió là cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đó là bởi sáng nay, vùng áp thấp ở trên vùng biển phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, nó sẽ đi chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Với thời tiết đất liền miền Trung, chiều đến đêm nay, từ Hà Tĩnh trở xuống đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa. Trong đó, vùng mưa to tập trung ở khu vực Quảng Trị xuống đến Quảng Nam và người dân ở khu vực này cần tiếp tục đề phòng với nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp ven sông và nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.